Trong ngày hôm nay 25 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ sập cần cầu tại cảng Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 24 tháng 11, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt và tử vong. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 đêm qua, trong lúc bốc dỡ hàng trên tàu Fortuner Navigator của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco, thì tay cẩu với trọng tải hàng trăm tấn từ xe cẩu của cảng Tân Thuận bất ngờ gãy đổ đè lên mạn tàu. Nhiều công nhân đang có mặt đã bị mắc kẹt phía dưới. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ của cảnh sát phòng cháy thành phố và cứu hộ cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để giải cứu các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt gió, đá tháo các phần kết cấu của tay cẩu để đưa người bị mắc kẹt ra ngoài. Nhiều xe cứu thương sau đó được điều đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu. 4 giờ sáng, thi thể của các nạn nhân bị tay cẩu đè tử vong mới được đưa ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ và tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.